Lúc 2 giờ rạng sáng mai 29 tháng 9, giờ Việt Nam, Liverpool tiếp Arsenal trên sân nhà Anfield, nhưng họ đang đối mặt tình thế khủng hoảng chấn thương khi thủ môn số 1 Alisson và tân binh Thiago Alcantara không chắc ra sân. Theo nhà báo Paul Joy của tờ The Times, cả Alisson và Thiago Alcantara đều vắng mặt ở buổi tập chính ngày Chủ nhật 27/9, khiến huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool lo sốt vó với khả năng cả hai đều bị dính chấn thương và có thể không kịp hồi phục thể lực. Ngoài hai trụ cột này, Liverpool cũng xác nhận khả năng thủ quân Jordan Henderson và trung vệ Joe Matip cũng không kịp trở lại thi đấu vì những chấn thương trước đó. Tương tự là tiền vệ Alex Oxlade-Chamberlain cũng không thể góp mặt trận đấu. Tuy nhiên, theo tờ Daily Mail, Liverpool thường có buổi tập sáng trước mỗi trận đấu rồi mới có quyết định đội hình chính thức. Vì vậy, trong ngày 28 tháng 9, giờ Anh, sau buổi tập nhẹ vào buổi sáng khoảng 12 giờ trước trận đấu, huấn luyện viên Klopp sẽ có thông báo chính thức về tình trạng hai ngôi sao mới nhất dính chấn thương là Alisson và Thiago Alcantara. Nếu vắng Alisson, huấn luyện viên Klopp chỉ có thể sử dụng thủ môn số 2 Adrian, trong khi thủ môn Loris Karius trở lại nhưng không được trọng dụng và sẽ chuyển sang câu lạc bộ Union Berlin, Đức trong tuần này. Ngoài ra, ở hàng thủ Liverpool vắng tiếp Matip nhưng huấn luyện viên Klopp có thể sử dụng Fabinho chơi cặp trung vệ với Van Dijk dù Joe Gomez đã kịp trở lại. Tuy nhiên, ở khu vực quan trọng nhất là tiền vệ trung tâm của Liverpool thì việc khả năng Thiago Alcantara có thể vắng mặt sẽ là cơn đau đầu cho huấn luyện viên Klopp. Thiago Alcantara sau 45 phút ra mắt ấn tượng ở hiệp 2 trận thắng Chelsea 2, không được xem là sự bổ sung cần thiết tại khu vực giữa sân của The Red. Bởi tiền vệ thủ quân Jordan Henderson cũng không chắc ra sân vì ảnh hưởng chấn thương sau hiệp 1 trận đấu với Chelsea trên. Do đó, đây sẽ là câu hỏi chờ huấn luyện viên Klopp giải đáp về mặt lực lượng của Liverpool ngay trước trận đại chiến với Arsenal đang có đủ lực lượng tốt nhất cùng sự trở lại của trung vệ David Luiz. Cuộc đấu giữa Liverpool gặp Arsenal rạng sáng mai cũng lặp lại cuộc gặp mới đây giữa hai đội tại Community Shield, siêu cúp Anh, pháo thủ thắng 5-4 sau loạt sút luân lưu 11m, hòa 1-1 trong giờ thi đấu chính. Trước đó, Arsenal cũng thắng Liverpool 2-1 tại ngoại hạng Anh cuối mùa trước sau khi đoàn quân của huấn luyện viên Klopp đã sớm đăng quang. Mùa này, Arsenal đang khởi đầu mùa giải với 3 trận toàn thắng, 2 ở ngoại hạng Anh và 1 tại cúp liên đoàn, ghi 7 bàn, để lọt lưới chỉ 1 bàn. Tương tự, Liverpool cũng thắng 3 trận cả 2 giải, ghi 13 bàn, để lọt lưới 5 bàn.